Vâng, và anh xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của An Phát Công Tư. Nếu như anh em đã có cho mình một dàn PC có thể chơi ngon lành được rất là nhiều những cái tựa game eSports ở thời điểm hiện tại với độ phân giải từ Full HD cho tới 2K thì một chiếc màn hình nó cũng sẽ là thứ để giúp tăng cái trải nghiệm của anh em khi mà sử dụng cái dàn PC đó. Vậy nên trong video này mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái màn hình nó có thể phục vụ được rất là nhiều những cái nhu cầu sử dụng khác nhau từ chơi game cho tới giải trí, và đặc biệt nó còn đến từ một thương hiệu khá là nổi tiếng được chính là MSI. Vậy cùng xem chiếc màn hình mình giới thiệu đến cho anh em trong video ngày hôm nay thì nó sẽ có tên mã là gì, hiệu năng trong quá trình sử dụng nó làm sao. Anh em hãy cùng mình tìm hiểu cũng như khám phá chiếc màn hình này trong video ngày hôm nay. Cụ thể thì mẫu màn hình mình mang tới cho anh em trong video ngày hôm nay nó có tên mã là MSI Optis MAG271C với mức giá theo mình tham khảo tại An Phát đang bán là 7.960.000. Vậy nên thì đây sẽ là một trong những mẫu màn hình nó thuộc ở trong cái phân khúc tầm trung. Đầu tiên là về phần thiết kế thì phải nói nó khá là ngầu từ mặt trước cho tới mặt sau hay kể cả phần chân đế. Với phần chân đế thì các bạn sẽ có một cái thiết kế được hoàn thiện theo dạng chữ Y. Nhìn chung thì với cái phần chân đế này nó sẽ được hoàn thiện từ chất liệu kim loại giúp cho chiếc Optis MAG271C của chúng ta nó khá là chắc chắn, và mình hoàn toàn có thể thoải mái trải nghiệm được tất cả những cái tựa game đang hot ở thời điểm hiện tại khi mà đặt chiếc màn hình này ở trên bàn mà không lo nó xảy ra cái hiện tượng rung lắc trong quá trình khi mà chơi game. Một điểm khá là hay ho đó chính là ở bên cạnh hông trái của màn hình thì MSI họ đã trang bị thêm cho chiếc màn hình này một cái phần giá đỡ tai nghe để giúp cho anh em có thể treo tai nghe lên để cho góc máy trở nên gọn gàng và đẹp mắt hơn. Tuy nhiên thì mình lại không khuyến khích anh em là treo tai nghe ở phần cạnh hông trái cũng như cái phần giá đỡ tai nghe này, bởi vì cái chất liệu hoàn thiện của nó chỉ làm từ nhựa. Vậy nên thì trong quá trình khi mà sử dụng, nếu như anh em có lỡ may làm gãy cái phần này thì anh em chúng ta sẽ bị mất bảo hành. Và ngoài ra thì nếu như anh em chỉ nhìn qua phần mặt sau này thì anh em sẽ tưởng cũng như là anh em sẽ đoán là nó sẽ có hai phần ngăn cách riêng biệt, nhưng về bản chất nó vẫn chỉ là một cái phần nhựa cũng như một cái khối nhựa liền lạc mà thôi. Anh em sẽ có hai phần là một phần led RGB như mình đã nói vừa rồi, và một cái phần trên nó sẽ được làm theo kiểu họa tiết nhôm sức phay nhìn trông khá là sang trọng cũng như là đẹp mắt. Tuy nhiên về bản chất thì mình đã nói rồi, nó chỉ là một cái tấm nhựa nguyên khối mà thôi. Về cổng kết nối thì chúng ta sẽ có bao gồm là một cổng DisplayPort 1.2, hai cổng HDMI 1.4. Với hai cổng xuất hình ảnh này thì anh em có thể xuất tối đa là một màn hình Full HD với tần số quét là 144Hz, một cổng audio 3.5mm, hai cổng USB 2.0, và ngoài ra thì anh em sẽ có thêm một cái công tác điều khiển joystick. Và đây sẽ là một trong những cái điểm cộng so với lại những chiếc màn hình sử dụng những cái phím bấm riêng biệt mà mình đã phân tích ở trong rất là nhiều những cái video giới thiệu về màn hình rồi. Đối với thông số phần cứng của MSI Optis MAG271C thì các bạn sẽ có một chiếc màn hình với kích thước là 27 inch, sử dụng tấm nền VR và độ phân giải là Full HD, tần số quét 144Hz. Độ cong của chiếc màn hình này sẽ là 1800R và cái góc nhìn của nó rộng lên tới tối đa là 178 độ. Tốc độ phản hồi sẽ là 1 mili giây, và ngoài ra nữa thì nó sẽ được trang bị thêm cái công nghệ là AMD FreeSync và một số những cái thông tin của nhà sản xuất khác liên quan dành cho tới anh em làm đồ họa của chiếc MSI Optis MAG271C này. Đầu tiên là về dải màu DCI-P3 thì nó sẽ đạt 90% với khả năng cover màu sắc lên tới là 115% dải màu sRGB. Độ sáng tối đa của mẫu màn hình này đạt là 300 nit và độ tương phản của nó là 3000:1. Về khả năng trải nghiệm thì mình có thử với rất là nhiều những cái tác vụ khác nhau như là những người bình thường từ lướt web, chơi game, xem video YouTube hay kể cả làm với những cái tác vụ đồ họa cơ bản thì mẫu màn hình này nó vẫn đáp ứng khá là tốt. Từ góc nhìn, màu sắc và mọi thứ mang lại theo mình thấy nó khá là tốt. Tuy nhiên thì với cái màu sắc ở trên mẫu màn hình này thì nó sẽ hơi bị nhạt một chút bởi vì nó sử dụng tấm nền VR mà. Và độ sáng tối đa của nó lên tới là 300 nit, vậy nên thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng được với rất là nhiều những cái điều kiện môi trường ánh sáng khác nhau. Như mình đã nói trong rất là nhiều những cái video trước đây, đó chính là với những mẫu màn hình sử dụng tấm nền VR thì anh em sẽ không nên sử dụng nó để làm đồ họa. Tuy nhiên thì với MSI MAG271C này thì các bạn vẫn có thể làm được đồ họa ở trên mẫu màn hình này, bởi vì cái màu sắc cũng như là những cái thông số phần cứng thì nó vẫn có thể cho anh em làm được, nhưng mà làm ở cái mức độ chỉ gọi là từ cơ bản cho tới hơi tầm trung một chút thôi. Còn về mức cao cấp hay là làm chuyên nghiệp thì mẫu màn hình này nó sẽ không thể nào đáp ứng tốt cho anh em được những cái nhu cầu đó. Còn về những cái nhu cầu sử dụng video chơi game, lướt web và làm đồ họa ở mức cơ bản thì MSI MAG271C này nó hoàn toàn có thể đáp ứng cho anh em tất cả những cái điều đó được. Vậy là hôm nay thì mình đã giới thiệu đến cho anh em một mẫu hình đến từ MSI với mã hiệu là Optis MAG271C với mức giá đang được bán tại An Phát Công Tơ là 7.960.000. Theo anh em thì nó có đáng để lựa chọn cho anh em hay là không? Với cá nhân mình thì trong quá trình sử dụng thì mình thấy nó khá tốt, bởi vì nó đáp ứng cho mình rất là nhiều những cái nhu cầu từ chơi game, giải trí và làm đồ họa một cách cơ bản khá là tốt ở trên mẫu hình này. Còn anh em thì với mức giá đó, anh em có lựa chọn mẫu màn hình này hay là không thì đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận cho mình cũng như các bạn xem video này biết. Còn video của chúng mình đến đây là kết thúc. Các bạn xem video cảm thấy hữu ích thì đừng quên để lại cho bọn mình một like, một share cũng như một subscribe. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video kế tiếp.